Bò nướng sốt mè rất là thơm ngon. Bây giờ như thế này là các bạn đã sử dụng được rồi đây. Ngọt ngọt chua chua, hơi đậm vừa phải, rất thơm ngon. Cái này mà ăn với bánh mì thì tuyệt vời. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu về các bạn một món bò nướng sốt me. Nướng sốt me mà ta ăn được nóng ấy thì nó rất là ngon các bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái bếp. Thịt bò các bạn hãy nhớ là ta mua cái thịt bò thăn nhé. Kèm theo các gia vị là có đường này, có dầu hào này, một chút mì chính này, hạt tiêu, nước mắm. Ta phải cho thêm một chút vừng để cho nó thơm. Sả này, ớt này và hành tím, tỏi này. Và bên này thì có ớt chuông này và hành tây, lấm kim và lấm sò và một chút rau muống. Đầu tiên tôi chế biến hành và tỏi trước này. Các bạn thái nhỏ xong thì chút nữa thì các bạn phải cho vào cối, các bạn giã, giã nhuyễn nữa ra. Chả thì các bạn không nên thái nhỏ quá, để ta thái nó chỉ vừa thôi, bằng một đốt ngón tay. Sau đó ta giã. Đây tôi cho các cái tỏi này, hành tím này, với sả tôi cho vào cối để tôi giã. Tôi sẽ cho hai quả ớt sừng. Đây các bạn ơi, tôi đã giã các cái tỏi với cái sả. Mấy hành nó nhỏ rồi, tôi cho ớt. Đây tôi cho các gia vị tôi đã giã nhỏ rồi. Nếu các bạn có cái máy xay thì các bạn cho vào xay cho nó nhanh. Tôi sẽ cho các cái gia vị vào đây. Cho một chút nước mắm, cho một chút mì chính, cho một chút hạt lim. Đây, tôi cho một chút hạt tiêu. Các bạn cho một thìa đầy đường là được rồi. Đây là nước tương nha. Các bạn ơi, bây giờ tôi thái đến hành. Đây là hành tây. Tôi chỉ thái một củ hành tây thôi và một quả ớt chuông. Ta thái một lửa quả xanh, một lửa quả chín. Các bạn nhớ là ta thái cái miếng nó vừa phải. Đấy. Đây tôi đã thái xong ớt và hành. Tiếp tục tôi thái đến thịt bò. Các bạn ơi, tôi đã thái thịt bò xong rồi. Đừng lên mỏng quá, mỏng đừng lên dày quá. Nó chỉ vừa phải. Chút nữa ta nướng cùng với cả nước sốt me thì nó sẽ hợp lý các bạn ạ. Bây giờ để tôi sẽ cho một chút nước sốt me vào đây. Đấy. Đây nước sốt me và gia vị tôi đã trộn đều. Bây giờ tôi sẽ trộn thịt bò vào để tôi ướp. Tôi cho thêm một chút coi như thế là hành tây. Còn để lại hành tây nướng lên là tôi sẽ cho cùng vào. Đây các bạn trộn thật đều. Và các bạn cho thêm một chút vừng. Đây.
các bạn nhớ là ta phải trộn thật đều, sau đó để ướp vào khoảng độ 15 đến 20 phút để cho thịt bò ngấm tất cả các cái gia vị này vào. Sau đó ta cho vào nướng. Các bạn ơi, thịt bò tôi cũng đã ướp được coi như thế là 20 phút đây rồi. Tôi bắt đầu dùng bằng đến cái bếp nướng này. Bếp nướng này rất thuận lợi các bạn ạ. Dùng cho gia đình chúng ta coi có thể là 5-6 người ăn vẫn vô tư ngay tại bếp. Nó rất thuận lợi là chúng ta còn ăn được cả nóng nữa. Bây giờ tôi sẽ bật bếp lên này. Đây, chế độ của nó cao nhất. Nếu như hợp lý rồi thì ta để cái chế độ nó trung bình. Thì ta ăn nóng là cái mùa này là nó có xe lạnh. Ta ăn nóng thì rất là ngon các bạn. Tôi sẽ cho mỡ. Nếu các bạn dùng mỡ lợn, mỡ heo. Đấy. Có thể các bạn dùng bằng bơ. Đàn đều ra. Mỡ đã chảy ra rồi và nóng ra rồi. Các bạn sẽ cho thịt bò vào. Đấy. Khi nó đã hợp lý thì các bạn sẽ gạt sang một bên. Đấy. Các bạn cho hành tây. Cho một chút ớt chuông này, ớt sừng này. Cái bếp này đa năng rất là tốt các bạn ơi. Đó, các bạn sẽ cho lấm sò với lấm kim. Củ quả là với lấm này là nhanh chín lắm, mới hành, mới ớt. Các bạn dồn vào một chút thì các bạn lại cho một chút rau muống. Đó. Tôi đã làm xong bò nướng sốt me rất là thơm ngon. Bây giờ như thế này là các bạn đã sử dụng được rồi đây. Bạn ơi, thịt bò nướng với cả nước sốt me tôi đã làm xong rồi. Bây giờ là để cái lấc nó trung bình thôi. Tôi không để cái lấc nó to nữa. Nó chỉ có cái độ của nó chỉ hơi lăn tăn, nó sôi là được. Để tan cho nóng. Mà các bạn hãy nhớ là không nên quên cái bánh mì này nữa để tan kèm. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Ngon quá các bạn ơi. Ngọt ngọt chua chua, hơi đậm vừa phải, rất thơm ngon. Cái này mà ăn với bánh mì thì tuyệt vời. Đấy, các bạn sẽ cho vào đây. Đấy. Cho rau củ quả vào đây. Đấy. Các bạn tưới một chút nước vào đây. Đấy, nước sốt me bây giờ mới hơn nữa là củ quả rau này là nó cũng ra thêm nước nữa. Ngon quá các bạn ạ. Thịt bò mềm, lấm sò ăn vừa giòn mà vừa thơm. Nước sốt chua chua, cay cay, ngọt ngọt. Quá vị đậm đậm. Các bạn hãy nhớ là ta không nên cho đậm quá. Nếu đậm quá thì ăn nó mất ngon. Đảm bảo chất dinh dưỡng, trong đó có cả rau này, củ quả. Phải nói rằng các bạn ơi, tuyệt vời là ngon. Vì cái bếp này là bếp đa năng. Khi các bạn ăn đến đâu thì các bạn có thể lại vén dần các cái rau củ quả lên. Cho các bạn lại cho tiếp vào. Gia đình lúc nào ăn vẫn là nóng mà lúc nào cũng là ngon.
các bạn làm cho gia đình một bữa như thế này thì phải nói rằng gia đình các bạn rất hạnh phúc, vừa đảm bảo được an toàn vệ sinh mà không có gói thuốc bảo quản gì cả. Đây là các bạn tự mua các cái thực phẩm ngon này, bánh ngon này, rau củ quả ngon này, thì các bạn làm lên gia đình các bạn ăn thì phải nói rằng không có cái gì để chê được nữa. Mà thời gian làm thì cũng không có gì là lâu, rất là nhanh các bạn ạ. Chỉ trong vòng chỉ độ 60 phút là các bạn đã làm xong. Từ rửa rau rồi các bạn làm các cái gia vị, thái gia vị rồi các bạn tẩm ướp. Như vậy là gia đình các bạn có một nồi ăn vừa nóng vừa quây quần trong những cái ngày Tết hoặc là những cái mùa xe lạnh này thì phải nói là tuyệt vời, là thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu các bạn có yêu cầu làm về món gì riêng tư thì các bạn hãy để ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ tiếp thu và làm tỉ mỉ để cho các bạn được thấy nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Đã giòn hết cả cái lá chanh rồi, ớt đây như thế này. Khô cà thì ở ngoài nó hơi giòn giòn một chút, nhưng bên trong nó lại mềm. Ăn như thế này là vừa hợp. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là tôi làm món khô gà lá chanh. Nó áp Tết hoặc là ngày nào mà ngày lễ thì các bạn nên cố gắng làm để ta thiết đãi bạn đến chơi. Thì ăn cái khô gà này nó rất là thuận lợi các bạn ạ. Các bạn có thể chọn gà mái hoặc là gà công nghiệp để ta làm cho nó hợp lý. Vì ta lấy cái ức này nó dày thịt mà. Đấy, ta phải lọc xương ra. Ta phải lấy cái thịt thôi, còn cái xương ta bỏ đi. Bây giờ tôi sẽ khía nó ra nhá, để luộc cho nó nhanh chín. Cái miếng này các bạn khía nó ra này. Đấy. Đấy, các bạn khía nó ra thì các bạn để vào xong. Bây giờ tôi sẽ nổi lửa lên. Khi ta đun gà thì ta cho coi như hành khô vào. Đây là hành tím. Đây, ta cho vào trong xong. Để ta luộc lên cho nó thơm. Đây, tôi sẽ cho nước sạch vào đây nhé. Đây, các bạn nhớ là bây giờ tôi sẽ cho đường, cho muối, cho hạt tiêu nhá. Đây, cho một chút muối tinh này. Đây, các bạn cho một thìa đường này. Các bạn cho hạt tiêu vào này. Đun sôi chín thịt gà thì ta sẽ bắc ra để ta xé thịt gà. Khi luộc gà thì các bạn nhớ là ta chỉ tầm đun sôi 10 phút thôi. Vì tôi đã khía rồi cho nên nó nhanh chín. Còn nếu các bạn mà không khía thì là phải đun vào 15 phút. Chín rồi, bây giờ tôi bỏ ra nhé. Các bạn sẽ ngâm luôn vào nước đá. Ngâm vào nước đá để cho nó giòn. Các bạn đun chỉ vừa tới thôi. Các bạn mà đun kỹ quá là nó không được ngon thịt. Nó sát cái đấy. Các bạn nhớ là tôi phải giữ lại cái nước nước gà để sau đó tôi chế vào làm nước sốt. Sau đó mới... mới trưng cái ruốc nó lên để cho nó có cái độ đậm, chỗ thơm. Sau đó tôi mới đem sấy lên để cho nó khô. Bây giờ tôi sẽ thái cái lá chanh ra nhá. Lá chanh ta không thái nhỏ mà ta chỉ thái nó làm đôi lá ra thôi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lấy mấy nhánh xả ra để tôi thái xả các bạn nhé. Thái chéo để cho nó có cái sợi dài. Thái chéo xong thì các bạn đập nó ra.
Đây các bạn nhớ là xả ta cởi thái chéo đi để thành sợi. Tôi mới thái đến tỏi này. Thái nhỏ nào. Đây tỏi đây rồi, tôi sẽ cho lên đây. Đấy, đã thái vụn ra rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một quả ớt cay. Tôi cho một lửa quả ớt sừng. Ớt sừng tôi cho vào cùng với cả lá chanh này, với cả xả này. Bây giờ tôi sẽ đi bóc thịt gà. Đây các bạn nhớ này, ta cho vào đây để ta xé thịt gà ra. Các bạn xé nhỏ đấy nhá. Đây các bạn ơi, tôi đã xé gần xong rồi đây. Thì các bạn xé nó cũng chỉ vừa phải thôi, cũng không lên tơi quá đây này là giống như ruốc. Đây là khô gà, ta làm nó chỉ khô săn lên là được hợp lý rồi. Thì ăn mới có vị của nó, chứ còn nếu ta để mà nhỏ quá thì gần như ngang ruốc gà. Đây là tơi rồi. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi trưng cái nước sốt một tí nhá. Phi cái tỏi, cho một chút nước gà lên, cho tí dầu nữa để cho thơm. Sau đó mới cho vào để đảo đều lên mới cả thịt gà này. Đấy là bếp nướng đa năng thì ta có thể làm luôn tại ở trên bếp này được. Ta xào luôn tại trên này để cho nó khô. Đây bây giờ tôi sẽ bật bếp lên này các bạn ơi. Đấy, tôi cho một chút dầu vào đây để tôi phi tỏi lên. Đấy, nó nóng rồi thì các bạn nhớ là tôi phi cái tỏi lên cho thơm nhá. Đấy, cái bếp đa năng này rất là tiện các bạn ạ. Ta vừa là trưng lên để ta tẩm ướp, sau đó ta sấy khô ngay tại trên bếp này. Tôi sẽ cho một chút nước thịt gà vào đây. Đấy, nó đã thơm tỏi rồi. Đấy, chỉ cho vừa phải đủ thôi để cho thịt gà nó sẽ bám được hết tất cả các cái gia vị này. Bây giờ tôi sẽ cho một chút nước mắm này. Cho một chút muối này. Ta cho ớt bột này. Đây là mật ong nha các bạn nha. Đây, các bạn cho mật ong vào đây. Ui, gia vị rất là thơm ngon các bạn ơi. Ngon vô cùng. Sôi đều rồi. Bây giờ tôi cho thịt gà vào đây để tôi đảo đều. Đấy. Đây các bạn ơi, tôi phải đảo đều lên để cho thịt gà nó có cái bám vào cái nước sốt này, nó rất là thơm. Để nó hút hết. Đấy. Đồng thời các bạn coi sấy luôn tại ở đây cho nó khô. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi cho ớt này, xả này. Đấy. Cả ớt quả, cả lá chanh. Đấy, bây giờ là tôi bắt đầu tôi sấy. Nghĩa là mình sấy ngay tại ở trên cái bếp này. Đấy là cái bếp đa năng, rất là hợp lý. Đây tôi thấy nó rất là thơm rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, tôi đã sấy xong rồi đây.
Nó đã giòn hết cả cái lá chanh rồi, mới ớt đấy thế này. Mà nó khô như thế này là tầm là được rồi. Các bạn đừng cho nó khô quá. Khô quá nó xác. Ta sấy bằng cái này thì ta chỉ dùng đến 40 phút thôi. Đấy, như thế này là được rồi các bạn ạ. Để nó nguội một lúc nữa thì nó là còn khô hơn nữa. Các bạn cũng không nên cho khô quá nhé. Tôi sẽ bày ra đĩa để thưởng thức đây các bạn ơi. Các bạn ơi, tôi đã làm khu gà xong rồi. Khu gà lá chanh. Bây giờ tôi thưởng thức và mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Rất là ngon các bạn. Lá chanh rất giòn mà rất thơm. Khô gà thì ở ngoài nó hơi giòn giòn một chút, nhưng bên trong nó lại mềm. Ăn như thế này là vừa hợp. Đậm vừa phải, có một chút ngọt thơm của mật ong, cho lên tuyệt vời là ngon các bạn ơi. Các bạn đừng sấy nó khô quá, nó phải vừa phải. Khô quá là ăn nó vừa rắn này, nó dai, mà nó còn hết chất, nó không còn vị ngọt. Bạn nào thích ăn chua chua thì các bạn hãy vắt chanh lên. Đấy. Nhưng tôi bây giờ răng nó yếu, không ăn được chua. Cái món này thì các bạn có thể uống bia cũng được, mà uống rượu cũng được. Đây là một cái cách làm khô gà để ta dùng cho vào những ngày Tết hoặc là những cái ngày nghỉ. Các bạn nên làm cho gia đình này, hoặc là để mời bạn bè đến này. Cái này ăn cơm cũng được các bạn ạ, ăn bánh mì cho vào cũng được, rất là ngon. Đây là một loại thức ăn này là đặc sản đấy, ngon tuyệt vời đấy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Bạn nào có yêu cầu gì làm các cái món riêng thì các bạn sẽ để dưới phần bình luận. Tôi tiếp thu và sẽ làm tỉ mỉ cho các bạn được thấy nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào clip sau.